cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship hàng toàn quốc nha. Và hôm nay em lên cho tất cả các bác là trong này thì em đếm là có 8 em máy cưa ha. Thì có ST này, Ryobi, Shinawa, Makita, Komatsu, Zenmax nhé. Đó, chỉ có 8 em thôi. Thì lô này em sẽ đánh dấu là lô B này. Bác nào mà xem mà cảm thấy kết em anh cơ xích nào mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng ha. Đó thì trong này thì có cưa khai thác tầm trung này, Shinawa 145 này. Còn lại là những mẫu cưa sử dụng gia đình như Estin này, nòng đứng này, Ryobi nhỏ gọn này, Shinawa tầm trung này, máy đẹp này. Đó, Makita mini nhỏ gọn leo cây này. Đó. Còn đây là mẫu cưa gia đình và thích hạng mạnh này. Đó, 37 35 gì đấy. Đây, máy mới vip cực kỳ luôn. Đó. Rồi ngoài lô máy này ra thì em quay sơ cho các bác nha. Nói chung là máy móc bên em là rất là nhiều. Nhưng mà gọi là em lên lô em chỉ lên sơ qua tầm gọi là tổng qua cho các bác thôi. Nhưng mà máy này các bác em thấy đổ đống rồi đây này. Đó, đây là tất cả là những máy dọn sẵn rồi. Các bác xem video mình cảm thấy kết mẫu nào mình có thể kết nối qua cho em này. Đó, mình ưng hệ nào mình có thể cần tìm kiếm hệ nào. Nếu mà trong cái lô này em quay 8 con có thể những cái mẫu này các bác không ưng ấy thì mình cứ nhắn tin qua Zalo cho em. Đấy, đầy hệ khác này, Singu này, ST nhỏ này, 192 hay Ruby nhỏ hơn này. Đó, ra big mẫu cưa khai thác này, Echo tùm lum này. Nói chung là đủ hệ hết. Nên là các bác xem ưng mẫu nào mình có thể nhắn tin riêng. Đó, bên em quay chụp riêng cho các bác ha. Nói chung là khá là nhiều hệ máy. Còn hiện tại lên video thì em lên vừa phải thôi. Để cho các bác lựa chọn cho nó cụ thể hơn. Với lại thời gian nó ngắn lại ha. Chứ mình lên mà hết đống này thì coi như là thời gian là không biết bao nhiêu cho đủ. Mà người xem người ta xem cũng lâu cũng khó chịu ha. Đó. Rồi ok. Em này lô này thì là 8 em máy nha. Em sẽ đánh dấu là lô B. Đó. Con đầu tiên em giới thiệu đến tất cả các bác là con B1 nhá. B1 này. Đó. Một em đến từ nhãn hiệu của Komatsu Zenmax. Con này mất cái tem mác bên má hộ giật rồi. Mới keng luôn. Con này như mới luôn đấy. Đây Zenmax này nha. Đó, mã của em này là 3750 nha các bác ơi. Hàng hệ đời 4 số nha. Mẫu này thì nó giống như con G370 đấy. Nhưng mà mẫu này hệ đời cao hơn. Đời gọi là đời đẳng cấp hơn. Nó có turbo nha. Đó, có turbo lấy khí ngoài này. Đó, xài thì nói chung là tiết kiệm nguyên liệu hơn. Đấy, độ trâu bò nó cũng lì mạnh hơn, bốc máy hơn nha. Máy thì đẹp nhức nách luôn, như mới luôn rồi các bác ạ. Lớp mặt tiền này, độ chè chụa này, các bác thấy không? Sáng gọi là, phải nói là chưa có chảy nhiều luôn. Chỉ có 1-2 chấm nốt thôi, không đáng kể luôn. Có hàng vòng đầy đủ ấy. Đó, bên má hộp giật thì tem mác là nó mất rồi. Đó, đây nó có một cái tem giấy này. Ví dụ tem gen mắt đồ đấy, mà nó mất bố rồi. Đây, rất là mới luôn. Dây giật này, mới kít kịt. Đấy, bác nào xài gia đình mà muốn tầm trung mạnh, xài mấy hệ G này thì bao đẳng cấp luôn, bao bền, bao ngon luôn. Rồi, ốp lam đây, hai ốp chân lam này, vặn trực tiếp bằng khóa 13 nhá. Đó, tăng xích tại máu ốp lam. Rồi, em này, đây có thông số kỹ thuật này. Ui chà, đời 2018 luôn. Cách đây có 6 năm thôi này, đời 2018 này, các bạn thấy không? Đó, mắc in Japan hàng chuẩn Nhật Bản nha. Đóng lốc tại má lốc luôn này, giật in tại lốc luôn này, đó. Chỉ có duy nhất một em thôi. Cây lam tổng độ dài là 40 nha. Phần cắt vào cây là 35cm. Lam này em ráp cho các bác là cây lam Latin Genoa nha. Đó. Đây. Xích này thì được sử dụng xích chân 25. Xích này cũng được 80-90% so với mới rồi. Đó. Rồi. Ok, em B1 đầu tiên. Em đang bán cho các bác với giá là 3.700.000 đồng nhé. 3.700.000 đồng. Đó, đã bao gồm phí vận chuyển tặng cho các bác 4 món đồ nha. Buri, rúa, tiếp mở buri và một bình nhớt nhỏ pha xăng. Đó, để cho các bác thử nghiệm thời gian đầu nha. Các bác nào cảm thấy kết thì liên hệ qua em này. Đây là nó có nứt nhẹ ở đây này, là cái miếng mủ ấy. Đó, các bác xem kỹ nha. À đây một miếng nữa này mà cái giấy em dán lên nó bị che rồi. Đấy, giờ em khởi động cho các bác nghe nhá. Nổ bao êm bao chất luôn. Chưa cháy này các bác thấy không? Rất là mới nhá. Nói chung con máy này
phải nói là đẹp toàn diện luôn. Đó, hơn đời 370 nha, đời mới hơn nhá. Đó, nên là xài nổ cái lực máy nó bốc hơn nha. Rồi em B1 bên cửa hàng em đang bán cho các bác với giá là 3.700.000 đồng, bao gồm phí vận chuyển tặng đủ đồ cho các bác nha. Lúc nào cảm thấy kết nối cưa xích này em có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa thứ hai là mẫu em B2 này. B2. Một em đến từ nhãn hiệu của Makita. Đó, Makita này. Mã số của em này là 230T nhá. Em này thì trọng lượng rất là nhỏ gọn, khoảng tầm 2,8 kg tới 3 kg thôi. Dành cho bác nào chuyên về leo tỉa cành hoặc là sử dụng gia đình, lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy mình sử dụng em này ha. Có nút bơm xăng e tự động này, có thắng xích luôn này. Đó, nhẹ nhàng đủ chức năng hết luôn. Cây lam theo máy được sử dụng cây lam lati nha, lam đầu trơn này, lam đầu nhọn này. Đó, lam điêu khắc nha các bác nhá. Đây, nhỏ nhỏ, lam này bao bền luôn. Xích được sử dụng xích chân 25. Xích này độ đẹp của nó còn được 70%. Lốc mặt tiền này cũng khá là sáng nhá. Dành riêng cho bác nào chuyên về mảng leo tỉa cành ha. Em B2 này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cơ xích này mình có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Giờ em sẽ khởi động nhá. Rồi, để lâu thì các bác cứ bơm xăng giúp em hai cái, đẩy cái e gió này lên nha. Đó, rồi dập nó ho một tiếng các bác dừng lại rồi đẩy xuống nhá. Đó, nó ho một tiếng này bác dừng lại đẩy xuống này là dập bình ổn. Này vừa rồi em rửa nước, cái lọc gió nó bị ướt, nó ẩm nên là cái tiếng máy nó không có lổ bốc được. Em sẽ bỏ ra này, rồi mai em sẽ gắn lại sau để cho nó khô. Đấy, bác nào mua là em vẫn gắn đầy đủ nhá. Nhưng mà ý là hiện tại vừa rồi em mới rửa xong nên là nó bị ẩm ướt ấy, là nó không có bốc máy được. Mai sẽ ráp lọc vào sau nhé, bởi vì mới rửa xong nó còn ẩm, nó còn ướt nên là nó không có đủ khí vào ha. Rồi em B2 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng em mấy cơ xích này có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha. Rồi tiếp theo là em B3 nha. Một em đến từ nhãn hiệu của Shindawa. Mã số của em này là 352. Mẫu này thì thích hợp cho bác nào gọi là sử dụng trong mảng gia đình, vườn nhà, gọi là tầm trung đấy, muốn nó mạnh mạnh thì mình sử dụng em này ha. Đấy, em này thì đến từ Nhật Bản nha các bác nhá. Đường kính lòng của nó là 40 ly, mã lực của nó là 35.2 cc. đấy, dòng này cũng gọi là rất là lì đòn đấy. Shindawa thì nó nghiêng về nhạy nổ và thứ hai là nó nghiêng về độ lì ha. Đó, máy rất là đẹp nha các bác ơi. Hộp lam là hai chân lam này. Cây lam theo máy được sử dụng lam tổng độ dài là 50, phần cắt vào cây là 45 cm nhá. Lam nguyên sơn này, xích này độ đẹp được 90% nhá, rất là mới. Lớp mặt tiền đây cũng khá là sáng nha. Đó, nó mặt tiền này chạy chuột nhẹ thôi ha. Rồi, giờ em sẽ khởi động cho các bác nghe tiếng máy nha. Em B3 này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.900.000 đồng nhá. Bác nào cảm thấy kết mẫu cơ xích này có thể kết nối qua Zalo 0988628901 đặt hàng nha. Rồi, để lâu bơm xăng giúp em, kéo e gió này ra này, rồi mình giật nó ho một tiếng mình đẩy vào nhá. Nó ho rồi đấy, mà nó ho rồi mà nó ho nhỏ thì nhận dạng ra thôi. Tắt nữa là nổ này. Đấy, nổ lên. Dòng Shindawa vòng tua này nó lẹ lắm. Nó nghe nó tiếng máy êm ấm, nhưng mà cái khi mà cắt vào cây là nó lì đòn nha. Êm âm âm là coi như nó đi vào cắt rất là ngọt ngào luôn á. Em Shindawa 352 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.900.000 đồng. Nếu bác nào có nhu cầu sử dụng mẫu cưa xích này thì có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Đó. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến tất cả các bác là mẫu cưa thứ 3 này, một mẫu cưa đến từ nhãn hiệu của Eptin.
Máy rất là đẹp luôn, Estin nha. Em này là hệ đời mới nhất bây giờ nha. Estin là các bác nhìn nó giống con máy tàu nha. Đây nhìn này, mẫu này. Nhưng mà nó đẳng cấp hơn cái để cho các bác nhận dạng này. Thứ nhất là cái làm nó ngắn hơn. Đó, nhưng mà lam này vẫn chưa đủ nhận dạng bởi vì các bác có thể thay thế được ha. Nhưng mà thứ hai, đó một là một vấn đề nữa là có bộ phận xả hơi. Nhưng mà cái tay cần xả lên trước thì nó bị bể rồi. Nhưng mà nó có xả hơi là để cho các bác nhận dạng được hàng bãi nó mới có xả hơi. Chứ còn hàng mới bây giờ là không bao giờ có rồi. Đó, hàng mới là không bao giờ có xả hơi rồi, chỉ có hàng bãi mới có thôi, là một cái nhận dạng đầu tiên để cho các bác nhận dạng về con máy 170 hàng bãi ha. Đây, được sản xuất vào tháng 12 năm 2016 này, nó còn tem Nhật dán ở trên mảng bảo áp này. Đó. Rồi thứ ba nữa là tem mác đằng trước này. Tem mác đằng trước này số seri này. Các bác thấy à, số seri này nó sẽ trùng khớp với số máy này. Đó, nó sẽ trùng khớp cái số máy bên trên. Và hàng China gọi là hàng mới bây giờ thì nó sẽ dập mác in China, nhưng hàng này thì không. Đó, các bác thấy à? Đấy là những cái đặc điểm để cho các bác nhận dạng về cái con máy mới và máy cũ thôi. Đó, thứ ba hơn nữa là cái bô này. Các bác nhìn cái bô xả rồi là khi mà nhìn máy mới thì bây giờ là nó khác hoàn toàn rồi. Đó. Rất là đẹp luôn nha, hai ốc chân lam. Nói đến thương hiệu của Estin này, các bác biết rồi, vòng tua của nó thì nó lẹ. Thứ hai nữa là đồ thay thế nó thông dụng. Gọi là mình mua gì nó cũng có đấy. Nó vòng tua rất là lẹ ha. Đó, em này thì là mẫu cưa gia đình nhá, nhỏ gọn. Em này thì đường kính nòng của nó là 37 ly. Đó, trường hợp cho bác nào gọi là xài gia đình vừa tầm thì mình sử dụng em này ha. Hạ gốc này nó cũng thả ga nha các bác nhá. Rồi, em Estin MS170 này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.200.000 đồng nha. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích này có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Giờ em sẽ khởi động cho các bác nghe này. Nổ rất là êm nha. B3 nha, vừa rồi em quên không ghi mã số này. B3 giá là 3.2 luôn nha. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích Estin MS170 này thì có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng giúp em nha. Rồi, nguyên một dàn Estin giới thiệu đến tất cả các bác luôn này. Con này Estin MS170C B4 nha. Đó. Mẫu này thì cũng như vậy, nhưng mà mẫu này nó đời trước hơn. Đời này là 170C thêm chiếc C nữa này. Đó, và thứ hai nữa là em này có trợ lực nha. Bộ giật của nó là có trợ lực hàng bãi này. Lắp vào tiền em này đây, bô thì nó hơi bị sét, dầu mỡ nó chảy vào nó bị sét nha. Cái lam cũng vậy luôn, lam thì sử dụng lam 40, nói chung là nó bị sét về cái lam thôi, chứ còn chất lượng của cái lam là nó còn khá là tốt nha các bác nha. Nghĩa là này, bị trơn này, không có bị rời ra, không có bị lỏng nhông bánh xe nha các bác nha. Đó, còn nếu bác nào nhìn cái lam này bảo thấy gớm quá thì có thể liên hệ cho em, em sẽ sơn cho các bác một cái lam nó đẹp hơn ha. Đó, còn hiện tại zin ta máy để nguyên như thế, nhìn nó gớm vậy thôi nhưng mà chất lượng nó còn tốt. Đây, chưa bị dập, chưa bị tè này, có thấy không, nó rất là tốt. Hai ốc chân lam nha. Đó. Đây, em này thì nó cũng như em kia thôi, xi lanh đồ nó bằng nhau, đây là em không có giới thiệu nhiều ha. Nó chỉ khác cái là có trợ lực đời trước hơn thôi. Cây lam thì em nói rồi, độ dài tổng 40, phần cắt một cây là 35 cm. Em này thì em đang bán với giá là 3.3 củ nha, 3.3 triệu này. Bác nào cảm thấy kết thì liên hệ qua em để đặt hàng nha. Đó, để lâu hay cái răng mình cứ bóp ga để e xuống này, giật nó ho một tiếng đẩy lên. Đó, giật nó ho một tiếng đẩy lên này. B4 bên cửa hàng em đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Nếu bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích này có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nha. Rồi tiếp theo là em B5 này. B5 thì nó cũng như thế, nhưng mà nó là mã lớn hơn. Đó, 180 cũng trợ lực nhưng mà nằm nó lớn hơn 1 ly. Con kia 37 thì con này 38 này. Con này thì nó mạnh hơn. Đó, bác nào muốn mạnh thì mình sử dụng con này. Lốc mặt tiền đây cũng khá là còn đẹp ha, cũng khá là sáng luôn đó. 38 ly nha các bác nha. Đó, ốp lam này thì nó khác cái là ốp lam này, ốp lam thông minh, mình vặn bằng tay nha, tăng xích đồ bằng tay luôn, thuận tiện tăng giảm. Cái lam là được sử dụng lam 40, phần cắt vào cây là 35 cm nha, xích 91 nha các bác nha. Đó, lam cũng khá là đẹp, lam này còn sơn này.
Đó, em B5 này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 3,4 củ nha. Đó, bác nào cảm thấy kết liên hệ qua em để đặt hàng nhá. Giờ khởi động luôn cho các bác nghe. Còn máy thì trọng lượng đồ nó nhanh mấy con này ha. Em nha các bác nha. B5 giá bên cửa hàng đang bán với giá là 3,4 củ nha các bác nha. Bác nào cảm thấy kết liên hệ qua em để đặt hàng nha. Tiếp theo giới thiệu đến tất cả các bác là em B6 này. B6 này. Một em đến từ nhãn hiệu của Ryobi, mã số của em này là SK435 nhá. Dòng này thì là dòng nhỏ gọn này, dành cho bác nào gọi là sử dụng trong mảng gia đình, vừa tầm, trọng lượng nhỏ nhá. Có 4K2 này các bác ạ, 4K2, 4K4 gì đó. Mẫu này thì nó là 33,4cc. Đó, có đầy đủ tất cả các chức năng như trợ lực, núm bơm xăng, e tự động, bộ nhúng là bộ nhúng lò xo, sử dụng tầm êm tay. Đó, ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích tại má ốp này. Em mác đồ vẫn còn nguyên này. Đó, em này đường kính lòng của nó là 39 ly nha. Đó, trọng lượng 4,3 kg, 4,4 kg gì đó. Thích hợp cho các bác leo tiểu cành, nhỏ gọn luôn. Đó, mình sử dụng gia đình khá vừa tầm. Đó, có thắng xích đầy đủ luôn này, vẫn hoạt động bình thường. Khá là ngon luôn. Cái lam thoải mái được sử dụng lam 40, phần cắt vào cây là 35cm, lam của nguyên sơn này. Đó, và xích này thì được độ đẹp của nó còn được 90% so với mới. Đó, xích này thì nó đi xích chung nha, xích chung 91 nên là lực cắt đồ nó vào cây rất là ok nhá. Rồi, em này em B6, em Ruby SK435, bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích Ruby này có thể kết nối qua Zalo, đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha. Rồi, để lâu cái xăng các bác bơm cho em cái lỗ bơm xăng này vài cái này, mình kéo e này ra, dập nó ho một tiếng mình đẩy vào nha. Đó, nó ho một tiếng này, bóp ngang vào nó tự động vào. Luôn. Nhận nổ cực kỳ. Có trợ lực đầy đủ nhá. Mẫu này dành cho gọi là chú bác nào có tuổi mình sử dụng mẫu này, vừa tầm mini nhỏ gọn ha. Rồi, bác nào cảm thấy kết mẫu cưa xích B6 2,4 này có thể kết nối qua Zalo giúp em đặt hàng nhá. Tiếp theo em cuối cùng trong lô ngày hôm nay là em B7 à. B đâu, em nhớ là vừa rồi có 8 cái máy mà. Ai chà, trùng một cái B3 này các bác ơi. Con này phải B4 mới đúng. Rồi, một cái là B3 ST này. Rồi, cứ đánh dấu đi B7 này. Đó, em cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một em cưa khai thác tầm trung. Đó, 45cc nhưng mà lại có trợ lực đầy đủ. Đó, rất là đẳng cấp nha, của Shinawa. Mã số của em này là Shinawa E1145F. Rất là nhiều các bác ưa chuộng cái dòng máy cưa tầm trung này. Đó, thì hôm nay lâu lâu em mới về được một cây. Máy thì bao đẹp, bao vip này. Chỉ có cái tay cầm này, mấy cái này nó cái này bằng mủ mà, như nó về bãi là mấy cái máy khác nó lâm vào nó bị rách ha. Bác nào mua về thì mình cuốn lại cái này giúp em ha, nhìn cho nó đẹp gọn gàng một tí. Đấy, em này thì được sản xuất năm 2010 nha các bác ơi. Em mác đúng còn được một nửa này. Đó, 2010. Mẫu này thì dành cho bác nào gọi là sử dụng chuyên về mảng cưa khai thác tầm trung 45cc. Đấy, rất là đẹp, lớp mặt tiền đây khá là sáng, là chày chùa ít, có hàm đồng đầy đủ. Cái làm theo máy. Đó, lớp mặt tiền đây các bác ha. Một em đang quay dở lại có cái điện thoại. Đấy. À, nó lại bắt quay lại này. Tháo chân lam nha, vặn trực tiếp bằng khóa 13, lam theo máy này. Lam là còn tỏa nhiệt nha. Lam tỏa nhiệt, cái lam này riêng cái lam này không, giá trị cũng khá là cao các bác ạ. Đây lam xích này khá là đẹp nhá. Xích được sử dụng xích chung 325 nha các bác ơi. Đấy, máy rất là đẹp. Giờ sẽ khởi động cho các bác nghe tiếng máy nha. Mẫu này có trợ lực lớn nha, rất là đẳng cấp. Để lâu cái sang kéo e ra giúp em, giật nó ho một tiếng đẩy vào. Đó, giật nó ho một tiếng đẩy vào. Máy cực kỳ luôn.
đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xả, nhẹ nhàng ha. Rồi em cuối cùng trong lô ngày hôm nay em bên 7 nhá, bên cửa hàng em đang bán với giá là 4.500.000 đồng. Bác nào cảm thấy kết mẫu cơ xích này có thể kết nối qua Zalo đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha các bác ơi. Thì em cảm ơn tất cả mọi người nha. Các bác xem phiên live nhớ cho em một tim này, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng bên em nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nha.